Tại Đồng Nai, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 8 tháng năm 2019, các khu du lịch trên địa bàn đã đón gần 3,22 triệu lượt khách trong và ngoài tỉnh. Khách quốc tế đến tham quan, vui chơi giải trí tăng hơn 10% so với cùng thời điểm của năm trước. Khách du lịch đến tỉnh Đông đã giúp cho doanh thu của ngành này đạt hơn 1.100 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Hiện Đồng Nai có hơn 20 khu du lịch, khoảng 2-3 năm lại đây. Các khu đã có đầu tư lớn về hạ tầng để thu hút khách. Dự kiến cuối năm nay, khi khu du lịch sinh thái Sơn Tiên, thành phố Biên Hòa được đưa vào khai thác, lượng khách đến Đồng Nai sẽ tăng cao và kéo theo doanh thu tăng mạnh. Bình quân khách du lịch đến Đồng Nai mới chi tiêu khoảng 342.000 đồng một người, con số này còn rất thấp. Nếu Đồng Nai đầu tư thêm nhiều dịch vụ để du khách chịu chi tiền ra thì doanh thu có thể tăng lên.